Niklas Banner là một tay chơi khét tiếng ở Đan Mạch khi còn là một cậu thanh niên mới lớn. Trong nhiều năm liền, Banner không biết là vô tình hay chủ đích mà anh muốn mình phải nổi tiếng thật nhanh trong thế giới bóng đá. Nhưng có lẽ nổi tiếng không phải bằng tài năng. Tự đánh bóng bản thân bằng biệt danh B52 và một số áo kỳ dị, nhưng khả năng dội bom của tiền đạo Đan Mạch lại không được nhiều nickname đó. Vì chưa bao giờ Niklas Banner ghi đến 10 bàn thắng một mùa tại Premier League, anh tự sáng lập những nhãn hàng thời trang đá quý mang tên mình và tuyên bố anh là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. 8 mùa chơi tại Premier League, tiền đạo sinh năm 1988 chưa bao giờ lập được cú đúp. Cú đúp duy nhất trong 9 năm chơi bóng tại Anh của Banner đến khi anh chơi tại giải hạng nhất trong mùa Birmingham. Tại Euro 2012, Banner để lộ chiếc quần boxer có in tên của hãng cá cược Ireland Paddy Power. Anh đã bị UEFA phạt 80.000 bảng và đó là một trong những khoảnh khắc phản cảm đáng quên nhất lịch sử Euro. Cư dân mạng thì gọi Banner là Lord, chúa tể. Không hẳn vì Banner là một tiền đạo hạng trung. Thực ra thì Banner đã từng để lại rất nhiều dấu ấn chuyên môn trong áo Arsenal. Từng ghi bàn vào lưới Tottenham ở tuổi 19 và xác lập kỷ lục cầu thủ vào sân lập công nhanh nhất lịch sử. Anh cũng từng ghi bàn vào lưới Barcelona, từng lập một cú hat-trick hủy diệt Porto và là máy săn bàn cực kỳ hiệu quả của đội tuyển Đan Mạch. Arsene Wenger từng rất kỳ vọng vào Banner. Vào mùa hè 2013, khi Arsenal thanh lý một loạt những cái tên đình đám, Wenger vẫn quyết giữ lại Banner. Có nhiều tài năng không bao giờ lớn ở Arsenal, tuy nhiên cuộc đời của họ chưa bao giờ tới mức bi kịch nếu được nhận thức rõ ràng mình là ai và thân phận thế nào. Jeremy Aliadier dành 11 năm để vật lộn với chấn thương trước khi tỏa sáng trong áo Lorient. Carlos Vela sau nhiều năm sắm vai dự bị ở Emirates cuối cùng cũng tìm thấy nơi phù hợp với mình, Real Sociedad. Chỉ còn lại Banner mãi miết cứ theo đuổi những thú vui tầm thường. Anh quên mất rằng nhờ có bóng đá anh mới có cuộc sống vương giả giàu sang ngày hôm nay. Nhưng nếu bóng đá có thể nâng Banner lên thì cũng có thể dìm Banner xuống. 9 năm chìm nổi cùng với Arsenal, bao gồm cả 3 lần được cho mượn tại Birmingham, Sunderland và Juventus, vẫn không thể dập tắt được hy vọng của Banner. Anh chơi 2 năm tại Wolfsburg, thêm một mùa nữa cùng Nottingham Forest ở giải hạng nhất Anh, trước khi hồi sinh tại Rosenborg. Chính Banner thừa nhận, chuyến đi tới Na Uy với anh chỉ là để học hỏi và tìm cho mình một công việc ổn định. Anh giúp Rosenborg vô địch Na Uy, danh hiệu thứ 25 của câu lạc bộ, và anh còn là vua phá lưới giải đấu. Ít nhất thì cuối cùng, anh cũng là chúa tể thực sự trong mắt của ai đó. Phong độ ấn tượng của tiền đạo 29 tuổi trong áo Rosenborg thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng để hơn 30.000 cổ động viên Đan Mạch đến sân vào mỗi cuối tuần và hô vang Banner ở trên sân, chúng tôi muốn thấy Banner. Trước khi đến Rosenborg, tôi thậm chí không còn muốn chơi bóng. Tôi gặp khó trong việc nhận ra mình đã sai ở đâu. Tôi muốn sửa đổi nó và tiếp tục chơi bóng. Tôi cần tìm một nơi để thực hiện điều đó. Và Rosenborg là nơi mà tôi cảm thấy hạnh phúc, yên bình nhất. Nó dường như đã đánh thức nhiều thứ khát khao, tưởng chừng tôi đã đánh mất từ lâu. Nơi mà tôi có thể yêu trái bóng một lần nữa. Và nó thật ý nghĩa khi mà tôi chợt nhận ra cuộc sống này phải có bóng đá. Giờ đây, anh đã 30 tuổi và chấp nhận an phận ở Rosenborg. Nhưng không phải lúc nào Banner cũng dễ dàng tìm lại được bản năng của một tiền đạo chuyên nghiệp. Tại Rosenborg, mọi người đã thôi gọi Banner là Lord, chúa tể, theo nghĩa mỉa mai. Thay vào đó, họ cho anh một biệt danh mới, Hoàng đế. Cuối cùng thì cậu thanh niên trẻ trâu của Arsenal ngày nào cũng đã đến tuổi 30. Và thời gian luôn là kẻ thù lớn nhất với các cầu thủ.
nó cho anh những bài học về sự trưởng thành và trân trọng những gì mình đang có. Có thể là muộn màng, nhưng những ai đã từng yêu mến hay đã từng chăm chọc Banner cuối cùng cũng thấy được một cầu thủ điềm đạm, bản lĩnh và chuyên nghiệp hơn.